À, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ 24 cây số, cách sân bay Liên Khương 26 cây. Thì vị trí mà Nguyên đang đứng đây thì có cái tầm view bao quát trung tâm của thị trấn Nam Ban. À, tầm view ở đây khá là đẹp, khá là cao. À, cách đường tỉnh 725 từ vị trí này ra ngoài đó là 2 cây. Thì vị trí này thuộc địa phận của xã Mê Linh và tiếp giáp gần nhất với địa phận xã Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt của chúng ta. Với tổng diện tích là 4.500 m², toàn bộ khuôn viên thì đã được làm hành lang hàng rào, rào thép mặt tiền rộng 56 m, tính từ vị trí đầu bên kia kéo qua bên này, vuông vức kéo xuống bên dưới. Con đường này là con đường hiện tại bây giờ đang là đường đất, chưa được đổ bê tông, với cái bề rộng nó cũng khoảng 5 m rưỡi, cũng khá là rộng. Thì từ vị trí mà Nguyên đang đứng này ra tới đầu đường bê tông ở ngoài kia là khoảng 60 mét là chưa được đổ bê tông thôi. Đường bê tông ở dưới này là tuyến đường kết nối trực tiếp với đường tỉnh lộ 725, xe hơi vào tới nơi. Từ vị trí này đi ra tới đường 725 là chỉ 2 cây số thôi. Khu dân sinh ở đây thì cũng khá là đông đúc. Cách đây khoảng 1 cây thôi là chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với các cái địa điểm tiện ích, giáo dục, trường học cũng như là quán xá, thì xung quanh này cũng khá là đầy đủ. Với tổng diện tích 4.500 m², khuôn viên đã được làm hàng rào cắm mốc, trên đất đang trồng khoai môn. Đất ở đây là đất đỏ khá là màu mỡ, thì ngoài cái khoai môn này ra thì chúng ta có thể là trồng thêm các cái loại cây ăn trái cũng như là cây ngắn ngày, cây dài ngày. Như ở phía dưới kia thì Nguyên thấy có trồng đậu phộng ha, trồng chuối này, dưới này có chuối, có sầu riêng, có bơ, có xoài, phù hợp khá là nhiều, rất là nhiều với các cái loại cây trồng, cây ăn trái. Với cái tổng diện tích là 4.500 m² này, tính đến thời điểm mà Nguyên quay video thì hiện tại bây giờ là tháng 8 năm 2023, thì pháp lý của toàn bộ 4.500 m² này thì đã có sổ đỏ. Tuy nhiên nó là sổ cũ, cho nên là anh chủ đất bây giờ là anh đang xin để mà cấp đổi qua sổ mới, là cái cuốn bìa hồng hiện tại bây giờ của chúng ta ha. Thì hồ sơ đang nằm ở trên văn phòng đăng ký đất đai rồi. Thì với cái giá bán hiện tại là 5 tỷ cho toàn bộ cái phần diện tích này. Giá bán đó thì đã bao gồm chi phí ở để mà ra sổ hồng. Đó, thì có nghĩa rằng là anh bán cái giá đó là bao ra sổ hồng cho chúng ta đấy. Những cái thông tin mà em Nguyên vừa mới cung cấp chia sẻ đến tất cả mọi người, nếu như mọi người mà chúng ta cảm thấy là chúng ta yêu thích cái vị trí này thì liên hệ với em Nguyên, cũng như là về các cái thông tin sổ sách pháp lý vị trí mọi người có cần tham khảo thêm thì nhắn tin để lại số điện thoại, Nguyên sẽ chủ động cung cấp và liên hệ với mọi người ha. Nguyên xin cảm ơn tất cả mọi người.